thái dữ là chậm lắm nè. Có tâm lý nhanh thoại nó bắt nó không kịp chậm quá nó mỏi vậy. Thế là chị hiện nhất kim mà thì nhanh tìm mụn nhanh bình thường, thế còn khi để cục mụn với lại chuyển cục mụn thì từ từ xíu. Tóc nó phải lắm á. Em ơi. Đau.